Xin chào quý bà con. Thì hôm nay Danh xin giới thiệu đến quý bà con bộ nhông sên đôi ha, nhông sên đôi. Bộ ở dưới này là hai bộ máy xăng và ở trên là hai bộ dành cho máy dầu. Thì Danh sẽ review chi tiết từng cái bộ nha. Thì đầu tiên là cái bộ nhông sên đôi của máy xăng. Đây là cái bộ nhông lớn nè. Bà con có thể thấy ha. Nhông đôi nè. Đó. Cái bộ này nhông lớn này á là 30 răng ha, 30 răng. Và đường kính của cái bộ này là chưa tính cái răng á là 80 nha. Đường lỗ cốt này là 25. Và cái bộ nhỏ này đường kính của nó là 40. Đường kính 40 chưa tính răng nha. Và lỗ cốt là 20. Nha quý bà con. Đây. Và sên nè. Bà con thấy sên nè. Đây. Sên đôi. Và khi gắn vào nè, đó. Đây. Còn đây là cái bộ nhông sên đôi của máy dầu nha. Máy dầu thì hai cái lỗ cốt này của nhông lớn nhông nhỏ đều là 25. Hai lỗ cốt này đều là 25. Và răng á thì là 15-30. Bộ máy xăng cũng là răng 15 với 30 nha quý bà con. 15 răng và 30 răng. À, nhông 1-2 đó. Rồi, thì cái nhông nè. Nhông lớn nè. Nhông đôi lớn. Đường kính của cái nhông này chưa tính răng là 1 tấc mốt. Và đường kính của cái nhông nhỏ này nè, chưa tính răng, nó là 50. Nhưng quý bà con, đây là sên nè. Sên nè. Đây quý bà con, quý bà con có thể thấy nha. Và khi gắn vô nè. Đó. Thì quý bà con nào mà có nhu cầu á, hãy liên hệ với Danh. Danh sẽ ship tận nhà trên toàn quốc. Số điện thoại là 0778 282 282 nha quý bà con. Số điện thoại có Zalo luôn. Thì quý bà con nào có nhu cầu hãy liên hệ với Danh để được tư vấn chi tiết hơn nha. Xin cảm ơn quý bà con đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý bà con ở những video sau. Xin chào.